Hi guys, hôm nay Khanh muốn giới thiệu với các bạn một hãng mỹ phẩm mới. Đó chính là hãng Clematis đến từ Hàn Quốc. Ngay từ đầu khi quyết định mua em này thì tất cả đều là nhờ thiết kế sang chảnh, từ vỏ hộp cho đến thân son. Phải nói thật là mình rất thích. Thỏi son nhẹ nhưng cảm giác khi cầm rất chắc tay, và phần lõi màu vàng cũng chính là điểm cộng cho thiết kế này. Dòng son này có 10 màu tất cả, tuy nhiên là Khanh chỉ sở hữu được 6 màu dễ đánh nhất thôi. Cảm nhận đầu tiên khi đánh lên môi là son lì. Chất son rất mềm mượt và cực kỳ dễ thoa chứ không hề bị bột và khô môi chút nào. Ngoài ra theo hãng nói thì son có khá thành phần dưỡng ẩm. Ban đầu mình cứ nghĩ đây là chất son thêm dưỡng nhiều hơn nên sẽ không phải là son lì mà đánh lên sẽ gây độ bóng cho môi. Khi đánh thử lên môi rồi thì mình thấy khá bất ngờ vì một thỏi son lì nhưng lại chứa rất nhiều thành phần dưỡng ẩm mà nhìn không gây bóng môi chút nào và vô cùng mềm mượt. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ trong video swatch của mình thì ba màu đầu tiên là Rosy Coral, Neon Pink và Red Orange đều là ba màu tông rất sáng. Mình có cảm giác rằng đánh lên môi vẫn hơi bị bợt bợt một chút và phải thoa lại rất nhiều lần thì mới có thể lên được rõ và chuẩn màu. Nói qua qua về mùi hương thì son có mùi sữa vani. Mình không thích mùi này cho lắm vì hơi hắc, nhưng không đến nỗi khó ngửi. Và với chất son khá là tốt thì mùi hương chỉ là chuyện nhỏ. Đấy là đối với mình thôi, còn với mọi người thì mình nghĩ là ok đấy. Ba thỏi son cuối cùng là Red Orchard, Burgundy và Rosewood. Ba thỏi này có chất son cực kỳ tốt. Các bạn chỉ cần thoa 2-3 lớp là son đã đều hết cả môi rồi. Chất son thì cực kỳ lì như mình đã nói ngay từ đầu. Mình đoán có thể là do tông màu đậm hơn nên son mới có thể có hiệu ứng như vậy. Review nãy giờ thì các bạn đoán xem thỏi son này có giá là bao nhiêu tiền? Thật sự thì tất cả những loại son Hàn mình đã dùng đều có giá tầm trung rất phù hợp với túi tiền của mọi người. Em này cũng không ngoại lệ. Đấy là rơi vào khoảng hơn 200.000. Mình mua tại một shop online trong Sài Gòn. Mình nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho loại son có thiết kế khá sang chảnh và chất son khá ok như thế này. Nếu sau video lần này các bạn quyết định mua và dùng thử loại son này thì nhớ comment bên dưới để cho mình biết nhé. Hãng Clematis còn rất nhiều sản phẩm đang chờ đón các bạn, vậy nên là hãy nhớ subscribe vào channel của mình và tặng mình một like nếu các bạn thích video lần này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Bye bye!